Xin chào các bạn, hôm nay đại lý CESA Tấn Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn một cái mẫu vòi lavabo của CESA màu đen, mang cái mã hiệu là B390CBU. Cái mẫu này thì nó chất liệu được làm bằng đồng thau và lớp mạ là lớp mạ màu đen sơn tĩnh điện. Và sản phẩm này thì khi các bạn mua thì nó cũng bao gồm cho các bạn một cái bộ xả và dễ cấp nước. Và cái sản phẩm vòi B390CBU này là mẫu vòi gật gù nóng lạnh với thiết kế logo của CESA được in chìm trên tay gạt vòi và logo màu trắng. Và cái sản phẩm này thì có cái chiều cao của cái vòi này, nó cao 14,4 cm, và chiều cao đầu vòi thì nó cao là 10,7 cm. Và hiện tại thì cái mẫu vòi B390CBU màu đen này thì đang được bán tại đại lý CESA Tấn Đức. Nếu các bạn cần mua có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập ở website tdm.vn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.